Chào tất cả quý bà con và các nhà đầu tư. Hôm nay em xin phép gửi đến cho quý bà con một cái sản phẩm ngay khu dân cư và là cách trung tâm xã, chờ trường học, bán kính cỡ khoảng 700 m nha quý bà con nhé. Và là khu dân cư đông đúc của trung tâm xã. Đấy, có cái mặt tiền đường bê tông là 19 m. Và chiều sâu của chúng ta là 55 m. Đấy, mình sẽ quay khu dân cư cho quý vị, quý bà con mình rõ hơn về cái sản phẩm của chúng ta hôm nay. Thì ở trên đất á, thì đã có là sân phơi và nhà xây. Hiện tại thì nhà thì chưa tô nhá quý vị nhá. Đó. Nói chung là cái sản phẩm này rất là rẻ, mà một cái vùng quê yên bình của trung tâm xã nhá. Và cách trung tâm thị trấn Chư Sê là 14 cây số. Đấy thì quý bà con tham khảo cái sản phẩm này nhé. Mảnh đất của chúng ta thì đã có sổ rồi nhé. Rất là vuông vắn luôn. Quý bà con mình mua cái sản phẩm này là có thể là công chứng trong ngày luôn. Đấy thì ở phía xung quanh nhà thì có những cái hàng cau này. Trông nó rất là đẹp bà con nhé. Đó. Và phía trước thì gia chủ cũng có một số cây cảnh. Nói chung là để lại hết toàn bộ cho quý bà con luôn. Thì với cái giá mà chủ nhà mong muốn á, thì rẻ. Đó thì chúng ta đã có một cái ngôi nhà tạm này này. Thì quý vị nguồn tiền nó ít á, thì chúng ta có thể mua cái sản phẩm này. Quý vị có thể là có nhà này. Rồi có một cái mảnh vườn nhỏ nhỏ nhé. Mà đất của chúng ta thì rất là vuông. Đã có sẵn 100 m đất thổ cư rồi. Đây là cái phòng ngủ của chúng ta. Đấy. Công trình phụ này. Rồi phòng bếp này. Nói chung là giếng này. Đầy đủ hết. Nói chung là gia chủ thì để lại hết toàn bộ luôn. Rồi bồn nước năng lượng. Đây. Đây là phòng bếp của chúng ta nhé. Nói chung là cái này thì quý vị quý bà con mình mua cái sản phẩm này thì nói chung là giá nó quá rẻ bà con nhé. Thì chúng ta đã sở hữu được một cái ngôi nhà có đầy đủ mọi tiện ích cho chúng ta rồi. Đây là phòng vệ sinh. Đấy thì chúng ta đã có sẵn một cái ngôi nhà này có bồn nước, máy bơm, giếng, điện năng lượng đầy đủ hết và sân phơi. Thì chúng ta có một cái mảnh đất là rất là vuông vắn luôn và nở hầu nhé. Ở phía sau này này có một cái mảnh vườn là rất là bằng phẳng, với chất đất là đất đỏ ba gian. Đấy, và khu dân cư đông đúc nhé, cách trung tâm xã chờ trường học cấp 1, cấp 2, bán kính cỡ khoảng 700 m thôi. Đây, nhà hàng xóm rất là, nói chung là dân ở đây thì họ rất là hiền lành nhá quý vị nhá. Đó, đây là hàng xóm của chúng ta này. Nói chung là ai chưa đến Gia Lai, nếu mà đến thì cái con người Gia Lai nó rất là hiếu khách. Và cái mảnh rẫy của mình hôm nay là giới thiệu là đã rào hết toàn bộ là lưới B40 rồi. Ở phía sau này còn có nhà dân này quý bà con này. Sau này là còn có cả nhà dân nhé. Phía sau này là nở hầu này. Có một cái con đường ở phía sau này, nhưng mà ở trong bìa thì không hiển thị đường. Ở phía sau nhé. Đó, đây là khu dân cư ở phía sau luôn. Thì chúng ta đã có là hai mặt tiền đường rồi. Đó, và một cái mảnh đất này thì chúng ta có thể là chăn nuôi. Hoặc là quý vị có thể là muốn mua thêm một mảnh rẫy nho nhỏ nữa thì mình cũng đáp ứng hết ở gần khu vực này. Và đất của chúng ta là thuộc xã Gia Co, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé. Và ngôi nhà của chúng ta là cách đường nhựa là cỡ khoảng 200 m. Trung tâm xã chờ rất là gần nhé. Đấy, thì ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho người Tây Nguyên theo số điện thoại 0965 812137. Thân ái chào quý bà con nhé.